Xin chào 500 anh hùng hào hán quay trở lại với tụ quán Naraka. Trong đợt cập nhật kế tiếp, không gì hấp dẫn hơn sự xuất hiện của binh khí mới Dual Blade, hay còn gọi là Song Đao, và một sự chỉnh sửa đột phá dành cho cô nàng Matari, biến cô ta trở thành một sát thủ đúng nghĩa đen. Hãy cùng tụ quán chiêm ngưỡng qua binh khí mới sẽ trông như thế nào nhé. Song Đao sẽ là binh khí tấn công với các đòn đánh dồn dập và mạnh mẽ, rất thích hợp cho những anh hùng nào có máu chiến. Sau đây sẽ là các đòn đánh của Song Đao. Đòn đánh chuột trái. Đòn đánh chuột phải. Đòn tụ lực chuột trái. Đòn tụ lực chuột phải. Nhảy chém chuột trái chuột phải. C chuột trái. Đòn ở bậc cách. C chuột phải. Móc dây chuột trái. Đòn đu tường chuột trái. Scarus. Đỡ đòn. Các hồn ngọc cho Song Đao. Cavalry Bloom. Bông hoa kỵ sĩ. Tụ lực chuột trái khi đánh sẽ di chuyển được. Splitter, phân ly. Đòn thứ ba của chuột trái sẽ thay đổi, tăng sát thương. Và viên hộp ngọc vàng, Universe Glass, vũ trụ nhất lạc. Tụ lực chuột phải 2 stack sẽ thay đổi, tăng sát thương và phạm vi thi triển. Và một số combo cơ bản với Song Đao. A升龙切刀左闪落地左键左键跳A接个下劈。
Matari sẽ được chỉnh sửa để trở thành một sát thủ đúng nghĩa. V123 thì khá giống với bản cập nhật trước. V2 tăng sát thương khi dùng đòn đủ tường Scarus, và V3 tàng hình cả nhóm và hồi phục dựa trên lượng sát thương gây ra. Trong bản cập nhật lần này thì khi dùng kỹ năng ép trong lúc bạn đang sử dụng chiêu cuối, kỹ năng ép sẽ dịch chuyển bạn đến kế bên kẻ địch và gây ra một lượng sát thương khá giống với viên hồn ngọc Starfall. Khi cây song đao này ra mắt chính thức, tụ quán sẽ tổng hợp tất cả các thể loại combo cho chư vị cùng chiêm ngưỡng và học tập nha. Đừng quên nhấn nút like và chiếc chuông thông báo để chờ video kế tiếp nhé. Đa tạ chư vị. Cáo từ.